Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với một nhân vật mà thù lao lớn nhất của đời ông không phải là tiền mà chính là sự thành công của những nhà khoa học. Thưa quý vị, giáo sư Trần Thanh Vân từ lâu được giới khoa học biết đến như là tác giả của những diễn đàn quốc tế lớn, nơi các nhà vật lý thế giới cùng hội tụ và trao đổi học thuật. Thành công với chuỗi gặp gỡ Việt Nam từ năm 1993, giáo sư Trần Thanh Vân cùng một số nhà khoa học nổi tiếng trong nước và quốc tế đang nỗ lực phát triển một trung tâm khoa học ở miền Trung của Việt Nam. Với sự bền bỉ hỗ trợ các tài năng trẻ ra nước ngoài nghiên cứu, học tập trải nghiệm, ông vẫn được coi là người ươm mầm khoa học Việt Nam hiện đại. Cité de l'Epoc, thành phố không gian tại Toulouse của Pháp, một mô hình khoa học được giáo sư Trần Thanh Vân nỗ lực cùng bạn bè quốc tế đưa về Việt Nam. Một phòng trưng bày và đặc biệt phòng trải nghiệm dành cho khách tham quan tìm hiểu về tình trạng không trọng lực trên mặt trăng. Chúng tôi biết thông tin về nhà mô hình vũ trụ ở Việt Nam đang được giáo sư Trần Thanh Vân cùng các nhà khoa học giúp xây dựng. Chúng tôi rất vui khi có thêm những thành viên mới có thể tham gia vào hệ thống các khu khoa học như thế này. Nhà mô hình vũ trụ, bảo tàng khoa học và đài quan sát thiên văn phổ thông. Đây sẽ là tổ hợp khoa học đại chúng đầu tiên ở Việt Nam. Những trò chơi tìm hiểu khoa học thông minh, đặc biệt là dành cho học sinh tiểu học và trung học. 2/7 căn phòng trong công trình đã được hoàn thiện. Gặp giáo sư Trần Thanh Vân nghe cái dự án này thì nó là rất là có ý nghĩa, tạo cái điều kiện để cho mọi người dân là có thể tiếp cận với khoa học, gọi là cái khu khoa học dành cho quần chúng. Đây là một cái mô hình nó rất là mới, chưa có ở Việt Nam. Cố gắng làm sao là trong năm 2020 là chúng tôi sẽ để đưa vào hoạt động. Điều mà nhà khoa học người Pháp gốc Việt này đang trăn trở cũng như mong mỏi là làm sao khu khoa học đại chúng công nghệ cao có được một người đứng đầu, đủ trình độ và niềm đam mê, toàn tâm toàn ý gắn bó để phát triển những ngôi nhà sáng tạo như thế này. Chúng tôi cũng muốn mong muốn gì hơn là có thể có điều kiện để có thể phát triển ở đấy, để có thể xúc tiến tốt thì cần phải có một gọi là một kiểu hội cần phải có một hội đồng khoa học để luôn luôn giữ con đường khoa học cho cái trung tâm, tạo cơ hội cho người trẻ chủ trì những cuộc gặp gỡ với nhiều nhà khoa học đại diện cho các nền khoa học hàng đầu thế giới bấy lâu nay vẫn được giáo sư Trần Thanh Vân nhiệt thành xây dựng như thế. Một hạt mầm cần có một môi trường để nảy mầm rồi đơm hoa kết trái. Những tài năng cũng cần có một môi trường để chứng tỏ bản thân mình. Điều mà giáo sư Trần Thanh Vân đang làm là tạo ra một hệ sinh thái để các nhà khoa học có thể có những điều kiện tốt nhất để bộc lộ toàn diện tài năng của mình.